trên bản đồ là kiểu như người ta quay lại rồi người ta chia sẻ trên Google á, cái mình lên mình tra đã thấy được rộng nhiều. Này hai cha con đi có hướng dẫn viên Long là hướng dẫn viên cho cha luôn á, cha đâu biết gì đâu. Ủa cái đó là đi ra đây là mình tìm trên bản đồ được luôn hả con? Dạ bán đồ hay vậy, có thể thấy bán rất đồ. rõ luôn, thấy được nguyên không? Tâm buồn ngủ nè ông bà cô chú ơi. Ờ nãy giờ Tâm Tâm chưa chào ông bà cô chú nữa ta. Dạ bà cô chú, Long còn giỏi con hơn chào mẹ ông bà nữa cô rồi. chú đi. Dạ bà cô chú yêu của Tâm Tâm. Con mời ông bà cô chú ăn bánh chưa? Con chưa có mời ông bà cô chú ăn bánh nữa kìa Tâm. Mời ông bà cô chú ăn bánh. Ngủ không không được. Sao mà đi ngủ không được, mẹ không cho hả? Cái gì gì mà sao đi ngủ cũng không được? Kêu dậy. Sáng kêu Tâm dậy đó, Tâm nói vậy đó. Ôi trời, mình bị lớn nó rồi, không có được nhà mẹ như vậy nghe chưa? Giờ này là mình thức dậy được rồi. Ngủ không được, ngủ dở anh ta gọi cũng nướng. Mấy xin chào ông bà cô chú. Gia đình Tâm Tâm hôm nay đã đến thú quá cảnh nè ông bà cô chú ơi. Đang ở ngoài bãi biển đây nè Long. Dạ con xin chào ông bà cô chú đang theo dõi kênh Thông Sinh Thiên Thần. Con chúc ông bà cô chú xem video dễ và có một ngày hạnh phúc gia đình. Gia đình mình đang ở đâu đây? Ở biển. Gia đình đó đang ở Phú Quốc nè bà cô chú. Sáng dẫn Long đi ra đây ngắm biển sáng sớm nè bà cô chú ơi. Tâm thì Tâm đâu? Tâm ngủ rồi. Tâm Tâm với mẹ rồng chưa thức nữa bà cô chú. Sáng bãi biển buổi sáng nè bà cô chú, đẹp cực kỳ luôn đó. Long nè, mát dữ không Long? Dạ má. Đó, sáng hai cha con lội ra tới đây cũng xa lắm bà cô chú. Ngồi chơi không con? Dạ không. Vui không? Dạ vui. Thấy biển động sợ không Long? Dạ sợ. Sợ à? Hồi nãy hình như là có mấy con thuyền đó đây. Ở ngoài thuyền ở đánh cá ở ngoài vô đó bà cô chú ơi. Long thấy, Long lần đầu tiên mới thấy. Tâm thì sáng giờ này còn ngủ say sưa luôn. Hai cha con tranh thủ ra ngoài này. Buổi sáng đẹp lắm luôn đó bà cô chú. Cái đây cho chụp hình nè Long ơi. Dạ. Làm nhát là không dám đi là rồi leo lên đi con, lên đi cho nó an toàn, lên cho nó đó. Sợ. Sợ hả? Để cha nắm tay cha nè. Này buổi sáng chỉ có hai cha con thôi. Nguy hiểm. Đâu có nguy hiểm đâu, mình đứng trong này mà, mình đâu có lội xuống biển. Sợ. Làm thấy xấu đánh rồi làm sợ. Cho đợi xuống nè. Được không? Không. Con dép vô. Long cũng gần bằng ký cha rồi đó. Đi về dài vô ngắm cảnh nha. Mê không, mê ở đây không? Dạ mê. Hay là ở đây luôn? Dạ thôi. Muốn ở đây luôn không? Dạ thôi. Kiếm gì con, kiếm gì? Mấy bạn xa xa kia có mấy cái ngọn hải đăng đó kìa. Phải không? Phải hải đăng không? Dạ, sao con biết vậy? Tại hồi tối con có thấy. Ôi sao? Hồi buổi tối là Long lên điện thoại Long nghiên cứu đó bà cô chú. Nghiên cứu ở đây là ở đây tên gọi là gì đó không? Dạ Đinh Cậu. Dinh Cậu hả? Ồ Long tự lên mạng rồi
nên đi tìm hiểu ở đây gọi là địa danh gì đó bà cô chú. Còn có tìm hiểu cái chỗ đi chơi chưa? Dạ rồi. Hồi tối là anh coi bản đồ hết cho nguyên vòng này luôn. Coi rồi luôn, cha chưa coi nữa đó con. Con nhớ vòng vòng đây có bãi biển cát. Bãi biển cát hả? Đâu 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 mình đi dài dài mình tham quan nha. Hai cha con dẫn con bà cô chú đi tham quan một tí đi rồi vô chơi với Tâm. Con thấy ở đây con thấy được sao không Long? Dạ tại chối nên là không có mở mắt ra được. Không có thấy được nhiều hả con? Dạ. Cũng giờ này cũng mặt trời cũng lên rồi đó bà cô chú. Đỡ cái là có thủ kem chống nắng cho các con hết trơn luôn. Luôn kìa tóc ngắn mà còn bay nữa kìa lắm. Mây, mây che mặt trời. Ôi mây che rồi. Làm như chuyển mưa hay gì không mà cô chú. Mây đen. Ôi mát rồi, hết thấy mặt trời rồi. Dạ. Xuống đây chơi không nè. Dạ. Xuống dưới gió chơi không? Dạ không, con sợ. Chơi biển mà, sợ gì. Ê, có cầu vọng kìa. Dạ. Cầu vọng kìa không? Ôi rồi dòng mà xa quá à, không thấy bà cô chú ơi. Nó mưa gì rồi Long ơi, chuyển mưa rồi. Rồi vô càng sớm càng tốt. Hả? Vô chơi với em hả? Dạ. Mưa rồi. Ôi. Nãy giờ sợ quá không dám xuống, bây giờ xuống tới rồi nè bà cô chú. Sống sống càng ngày càng mạnh. Mình đứng ở đây là đâu sống đâu tới đâu con. À, hai cha con đang đứng ở trong này nè bà cô chú. Trả lại trong trong veo luôn cha. Ừ. Đá nước trong veo nhìn được xuống dưới. Ờ, không nói nước biển trong veo à bà cô chú. Có cá không? Con kiếm cá rồi. Dạ. Có cá không? Dạ, để con. Ở đây không có cá con ơi. Trời, phải như bây giờ mình lội ra được mấy cục đá đó cha. Chụp hình đẹp lắm. Thôi nguy hiểm lắm. Mình lội ra cũng được đó mà nguy hiểm quá con ơi, đá đồ trơn lắm. Sợ Long đi khó khăn lắm rồi cô chú. Hồi tối là con thấy ở đây là đá, giờ quá trời đá luôn. Ồ, đây lúc đó nước biển cao, bây giờ nước biển rút hết rồi. Đó, lên đó ngồi trên đó chụp hình đã dữ hả Long? Dạ. Mà nguy hiểm quá con ơi. Đi trong này thôi ha. Dạ. Đã nhát rồi mà đòi đi ra ngoài. Ờ hoạt động rồi chứ cho giảm mỡ. Ôi mưa rồi. Mưa luôn. Ủa? Không phải mưa nha ơi. Mưa. Trời ơi con thấm thiết chưa. Sáng ngủ đi, sáng hai cha con ra đi quay chút xíu cũng bị mưa nữa mà chú. Rồi sáng hai cha con mới đi chơi chút xíu bị mưa luôn về. Dạ. Con ơi. Dạ. Ở đây vậy thôi chứ còn nhiều cảnh đẹp lắm mà cô chú. Ôi chưa đi quay hết trơn mà mưa rồi. Buồn. Buồn hả? Lên luôn. Dạ. Lỡ rồi mưa nhỏ không sao. Ở đây đẹp quá trời luôn chơi. Đó bãi cát kìa. Dạ. Đó bãi cát đó, còn bãi cát con nói đó. Long đi kiếm bãi cát không mà cô chú kiếm bãi cát đừng tắm. Mà ở đây thấy biển động con dám tắm không? Dạ dạ. Dám luôn hả? À? Gì đam mê hả? À? Mê, mê đi tắm biển một lần để cho biết đó bà cô chú. Mà thấy ở đây biển động quá, không dám. Ở đây thấy mấy gõ nè Long. Dạ. Đây thấy mấy gõ ra biển nè. Lội ra biển không? Lội ra bãi cát không? Mình lội trên bờ đó, mình đừng có lội dưới được mà. Dạ. Đi không? Dạ. Rồi.
đi thì mình đi xuống xuống nha. Rồi tới bãi cát mong muốn của lâu mình ăn lựa chứ. Tới rồi xuống thôi. Nhìn bãi cát không khác gì đâu hết nha. Để giống cho bản đồ của con coi không hả? Dạ. Đi tới qua mình xem kỹ quá. Trước khi tới đây là con phải xem kỹ. Còn bãi nào nữa không? Còn bãi tắm nào nữa không? Dạ. Dạ không, hồi tối cũng thấy có một bãi này. Bãi này á hả? Dạ. Ê, tới rồi nè, xuống đây, xuống đây. Đó, đã không? Đã không? Đó. Đã không? Dạ đã. Có câu trải nghiệm lần đầu tiên chạm chân cát nè, rồi nước biển đó nè. Quá thì tắm biển luôn rồi. Tắm luôn không? Dạ. Tắm luôn không? Để của gia đình chứ tắm. Của gia đình này, cái con không tắm lên hả? Dạ, tắm lên cuồng lắm. Rồi, vậy mình đi chút xíu mình về chơi với em. Dạ. Đi, tới luôn. Tới luôn. Ủa chơi, con mới nhớ chị. Nhớ gì? Đâu, sáng mẹ kêu mình đi mua đồ ăn sáng mà mình chưa đi chứ. Chứ đi, mình đi lỡ rồi. Lỡ đi ngắm biển rồi. Cao cao lên, cao cao lên. Vẽ chữ gì đây? Dạ chữ kỳ long. Kỳ long hả? Rồi dễ hiểu rồi nữa. Rồi vẽ chữ rồi, chắc mắt quá rồi. Cao cao lên, cao cao lên. Rồi, đẹp rồi. Rồi, xong. Thôi nãy giờ mình đứng lâu rồi sao không giờ mình về? Về có tâm tâm thức chưa? Rồi, vậy mình về nghe, đã chưa? Dạ đã rồi. Đã mới về à? Dạ. Không có đòi, đòi ra đây nữa nghe. Nữa không? Đòi ra đây nữa không? Đợi nữa. Nữa à? Con vô tới trong này nè, ông bà cô chú. Thế là xong chuyến hành trình buổi sáng. Buổi sáng có hai cha con hả? Dạ. Không có tâm. Ủa, bên đây nè Long ơi. Dạ. Bên chỗ nãy mình đứng là bên Vinh cậu, còn ở đây là Vinh bà nè. Đó. Thấy chưa? Tới đó con nhìn thấy rõ không? Dạ thấy. Rồi, rồi mình đi vô dài dài vô thôi con ơi. Đó, tàu thuyền đậu ở trong này nè ông bà cô chú. Con nhớ không làm là sau phía bên trong Vinh bà là có một tượng cũng gần cổng. Rồi. Sao con biết nữa, trong bản đồ nữa hả? Dạ. Bản đồ chỉ rộng quá vậy? Dạ. Cái nào cũng chỉ hết ta. Đó, tàu thuyền đang đậu trong này nè, nhiều lắm luôn đó mọi cô chú ơi. Trên bản đồ là kiểu như người ta quay lại rồi, người ta chia sẻ. Trên Google, cái mình lên mình tra, ta thấy được rộng nhiều. Này hai cha con đi có hướng dẫn viên kỳ long. Ở nhiều tàu đánh cá. Đó, giới thiệu cho bà cô chú xem đi, con chỉ hướng dẫn viên kỳ long đi. Đó, quay hướng dẫn cho bà cô chú ơi, chỉ cho bà cô chú tham quan ơi. Ở đây là nhiều món đặc sản lắm như là bún quậy rồi còn nhiều thứ nữa, con biết đúng một cái thôi. Biết bún quậy hả? Sao con biết tới bún quậy? Tại con thấy trên bản đồ cũng có nữa. Thì chỗ gia đình ở đó là gần bún quậy luôn đó ông bà cô chú. Ôi mẹ gọi rồi, mẹ gọi rồi. Rồi xiết vô. Đây là công viên Bạch Đằng nè ông bà cô chú. Nhà, chỗ khách sạn gia đình ở là ngang công viên Bạch Đằng luôn. Ở trên nhìn xuống rồi thấy rõ lắm. Rồi vô thôi mẹ gọi rồi Long ơi. Vô.
Ở đây là khách sạn của gia đình ông bà của chú, ngay chân công viên Bạch Đằng luôn. Đó, xa xa đó là mẹ gồng kìa bà chú. Rồi, gia đình ở trên lầu 2. Rồi, vậy là tâm thức rồi, mẹ gọi rồi. Rồi, đi vô, vô. Ở quên, mình chưa mua đồ ăn nữa con ơi. Chưa mua đồ ăn nữa. Rồi ăn cái gì đây? Kìa, 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 mấy ấm em ra kìa. Đó, ông bà cô chú, hơi xa chắc cũng hơi mờ. Đó. Rồi, đi kiếm mua gì cho em ăn thôi. Cuối cùng cũng tới nơi rồi. Tới nơi nè, ông bà cô chú. Mẹ gầm đâu? Chào bà cô chú. Chị chào bà cô chú đi con. Chú, bà cô chú, cái chuyện này nãy á, con gì nó ngủ á. Với cái quần mà 10 á, trong người á, nhằm ôm với chân của con về. Tới ngủ ngon không kể cho ông bà con chú nghe coi. Dạ ngon. Tối ngủ đi về cho. Cái quần của con là tâm chị là ôm con hả? Phải không? Nãy giờ kể không có hiểu gì chơi luôn á. Rồi nãy hai cha con chỉ có mua bánh bò, bánh tiêu. Sáng cho tâm ăn gì đó hả cha? Bò bánh tiêu thôi chứ ở đây cũng không biết bán gì trơn á bà cô chú ơi. Con mới biết được một bí mà mẹ không bao giờ biết. Cái gì vậy? Con đã tìm được bãi biển tắm rồi. Tìm được rồi đó hả? Dạ. Chiều sáng ba mẹ Tâm thì ở trong phòng, hai cha con thì thức sớm đi kiếm chỗ để ra tắm đó bà cô chú. Vậy là tìm được rồi đúng không? Chị chát luôn đó. Tối là con đã tìm nãy rồi, con đã thấy rồi. Sáng nay đi tham quan con mới thấy gì ở ngoài. Ủa biết tìm như bản đồ luôn hả? Dạ. Nãy giờ là Long là hướng dẫn viên cho cha luôn á, cha đâu biết gì đâu. Ủa cái đó là đi ra đây là mình tìm với bản đồ được luôn hả con? Dạ bản đồ được. Hay vậy? Có thể thấy được rõ luôn, thấy được nguyên không? Tâm buồn ngủ nè ông bà cô chú ơi. Ôi nãy giờ Tâm chưa chào ông bà cô chú nữa ta. Chào bà cô chú. Long còn giỏi không? Con chào ông bà cô chú đi. Chào bà cô chú yêu của Tâm. Con mời ông bà cô chú ăn bánh chưa? Con chưa có mời ông bà cô chú ăn bánh kìa Tâm. Mời ông bà cô chú ăn bánh. Sáng giờ hai cha con quay nè, không có Tâm nữa mời cô chú. Khỏe dữ à, không có Tâm theo khỏe dữ à. Hai cha con lội đã luôn. Dạ dạ chơi rồi. Chơi rồi, không có ra ngoài được. Giờ này là rồi, ở trong hồng suốt luôn. Đẹp lắm luôn mẹ ơi. Sáng đẹp sao kể cho mẹ nghe Long. Dạ. Biển trong xanh. Sống ba dù dù luôn. Sống ba dù dù. Sống ba dù dù con. Hướng dẫn viên mà, hướng dẫn viên cho cha luôn á. Nhìn ra mẹ cũng thấy cái màu xanh của biển nè. Ồ biển trong xanh biển, đẹp lắm luôn nè. Kế bên một cái chùa. Cái cậu nhìn bên cái dinh cậu. Gần dinh cậu là dinh bà. Đúng không? Đi ngang đó. Con chưa vô dinh bà, con đã biết ở trong gần cổng là có một cái tượng bà. Dạ. Trong dinh có tượng cậu, tượng bà. Khách sạn của gia đình ở là ngay chân công viên Bạch Đằng luôn đó bà con chú. Ở đây trên này nhìn xuống nè. Thấy cảnh đẹp. Cảnh đẹp lắm luôn, cũng thấy biển luôn. Mênh mông. Tí Tâm đi theo không dám đi chơi được, tiếc quá. Vậy ba mẹ con còn ngủ, hai cha con đi mà. Sáng không dám kêu Tâm dậy, tại không hồi tối họ bộ, hơi bị đuối, hơi bị mệt. Sáng không dám chơi biển mà. Lâm cũng muốn đi biển hoài luôn. Tâm cũng muốn đi biển. Con cũng muốn đi nữa hả? Dạ. Rồi sao? Chưa cha, nhà với Tâm bị dắt hai Lâm đi biển nha. Cũng không dám cho Lâm tắm vì... sợ nước biển không biết có dị ứng với da lông không đi, nữa. Ở đó sáng ta tắm nhóc chân luôn. Rồi sáng sao không cho xuống luôn đi? Đâu không dám. Sao vậy? Không đợi em. Dạ em đi. Đúng rồi em đang. Anh đi hô kia tắm đi, không có em không có tắm đó. Cho đợi em luôn đúng không? Dạ. Đó, đây là trong phòng của gia đình nè mà chú đầy đủ tiện nghi lắm luôn. Máy lạnh nữa nè. Đầy đủ lắm luôn, hai Tâm giường. Mà Tâm không biết dọn dẹp giường gì hết trơn nha. Hai giường mà hôm là gia đình ngủ con giường à. Vô hôm nay ngủ con giường à. Vui. Vui không? Vui không? Ôi con ăn con chừa cho mẹ hả? Chừa. Có
có chưa cho mẹ không? Dạ. Con xích ra đây đi, đừng có đi lem lại giờ. Buổi sáng đơn giản vậy thôi chứ một hồi cũng đi kiếm mua gì cho Tâm ăn đó mà cô chú. Một hồi sẽ lên bán đồ, kiếm mấy cái quán gần nhất. Gần nhất phải không? Là mình đi bộ được phải không? Dạ. Nghe nói ngoài này có cho mướn xe đó mà mình không biết. Có. Hồi tối lúc mà con đi mua chè là con có thấy cái bảng. Có cái bảng hả? Dạ, con dắt Long đi chơi mà lần này ra tới đây cái Long dắt cho mẹ đi luôn hả? Hồi không có biết tìm hiểu lúc nào mà nãy giờ ra ngoài hướng dẫn cha ngoài á. Ngủ trễ, tối là ngủ trễ hơn mẹ. Hồi tối là hai vợ chồng với Tâm ngủ sớm không bà cô chú. Hồi tối con trai bản đồ tới 1 tiếng đồng hồ là tiếng luôn á hả? Có kết quả rồi đó. Giờ bữa nay ra tìm thấy luôn. Tâm ơi, Tâm à, để chơi với bà cô chú chút thôi. Không không được. Sao? Đi ngủ cũng không được. Sao mà đi ngủ không được, mẹ không cho hả? Cái gì vậy mà sao đi ngủ cũng không được? Kêu vậy. Sáng kêu Tâm vậy đó, Tâm nói vậy đó. Ôi trời, bị lớn nó rồi không có được nhằn mẹ như vậy nghe chưa? Dạ. Giờ này là mình thức dậy được rồi. Ngủ không được. Ngủ dở anh ta gọi uống nước. Chưa. Đâu đẹp đâu, đâu. Đâu đồ đẹp theo bà của chú rồi. Tí sẽ thay cho Tâm bộ đồ của bà Mười may. Ê, bà Mười tự tay may cho Tâm hai cái đầm nè ông bà cô chú ơi. Cho phe với ông bà cô chú. Để một chút mình mặc vô cho ông bà cô chú xem có đẹp không nghe. Đẹp. Đẹp hả? Chưa mặc mà biết đẹp rồi. Không ơi, không ơi. Trời, Tâm em không cái trời. Tâm em ơi. Trời. Sáng thì Phú Quốc chị ra rồi chỉ có ăn chế ngoại với bánh tiêu vậy thôi Long. Dạ. Chủ yếu là vui thôi, ăn uống này, quan trọng gì? Đơn giản rồi. Đơn giản thôi nha. Dạ. No là được rồi. Cho hai gái gì nè, hai cục vàng cho ăn sáng, cho ăn chế ngoại gì nè. Con đẻ nằm cái giường im không? Im hơn cái trong phòng nhà mình không? Im. Im hơn hả? Vậy mình ở đây luôn nghe. Dạ ok. Ok hả? Ở nhà Tâm mình. Rồi Tâm ở đây đầu ở đây luôn rồi đó. Ok rồi đó. Ở đây luôn chắc mệt, bà Mười mệt à. Mười mệt dữ à. Không. Mẹ hôm qua chú ở cho mà nở. Anh không quên mà. Vậy đó hả? Chơi gì sao nữa? Bây giờ chơi ở đây một ngày rồi ngày mai mình về Ninh Quế nha. Không. Chơi nữa hả? Chơi cho bà Mười mệt luôn hả? Đâu vậy? Đâu vậy bà Mười đâu? Rồi bây giờ thì mẹ tắm rửa thay đồ đẹp cho con nha. Để mình đi ra ngoài mua cái gì cho con ăn nha. Không chơi nữa. Bà của chú ơi. Đi bơi. Mặc cái đầm đẹp của bà Mười mai ha. Rồi bây giờ đi tắm rửa thì mặc đồ đẹp. Mặc cái đầm vô. Mình đi ra đó mình mấy bà bạn của chú nè con ơi sáng dạ. Ba mẹ ông bà cô chú đi tắm ngay ngủ. Đứng ngắn lại. Mấy bà ông bà cô chú. Mấy bà ông bà cô chú chứ ông bà cô chú nữa. Rồi Tâm chị mấy bà ông bà cô chú rồi mình đi tắm thôi con. Im cái gì cho nằm im cái gì phè cánh rồi kìa. Tâm chị đứng dậy phanh tay chào ông bà cô chú nè con. Chào bà cô chú. Rồi đi vô xích thương đó đi. Tâm ơi. Mấy bà ông bà cô chú đi con. Dạ tạm biệt ông bà cô chú. Ông chú xem video vui vẻ và có một ngày là hạnh phúc bên gia đình mình. Rồi.